Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là một cái trại bò của anh Ngon các bạn. Mới về một lô bò đực 3B đó, và lô đực kem Pháp đó, trên dưới là 40 con các bạn. Trên dưới là 40 con nha. Đây, đực kem nè các bạn thấy không? Ướng cực kỳ lực. Đó, trại bò anh Ngon đủ kích cỡ các bạn. Tầm 8 đến 20 tháng tuổi đều có hết các bạn. 3B nè. Mấy con 3B này kìa, mấy con 3B, mấy kem Pháp này các bạn. Đây 3B. 3B này các bạn tầm đây 3B tầm 12 tháng tuổi nè các bạn, 12 tháng tuổi nè, 3B tầm 12 tháng tuổi nè. Đó, đít đòn được là không? Cực kỳ không? Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Xương cối kịch cộm. Trại bò về tầm 40 con các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Trại bò của anh Ngon nằm ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh các bạn. Đó. Lô được 3B nè, lô nhỏ nữa các bạn ha. Đủ kích cỡ cho anh em lựa chọn các bạn. Anh em nào có nhu cầu đến trực tiếp trại nha. Bò về trên dưới 40 con các bạn. Bò bị bông. Bò bị bông nè các bạn. Đó, bò bị đen, bò bị bông. Con này đít nè, đòn dài nè, chân đồ móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Đây, con này cũng vậy các bạn. Đó, da mỏng tăng nè. Còn đây là 3BF2 dòng với đít muối nè các bạn, đang nằm nè. Đó, dài hở đòn dài, chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Đó, trại mới về tầm 40 con, anh em nào có nhu cầu đến trực tiếp trại nha các bạn. Trại bò con Ngon nằm ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh các bạn. Đây, đực 3B nè các bạn. Cái đòn hết biết chưa, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối kịch cộm, đít nè. Đó, bây giờ mình chỉ quay tổng thể thôi nha các bạn. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với anh Ngon nha các bạn. Đó, đít đòn con này kìa, dài hở lưng thẳng băng nè, hai tay đít tròn quay nè. Đây còn đây, đây lô lớn các bạn. Đây là lô lớn, đây là lô tầm 15 đến 20 tháng tuổi nè các bạn. Đó, ba bì trắng nè các bạn không? Cực kỳ lực các bạn, ba bì trắng nè, cực kỳ lực nha. Đó, cái lô bên đây là các bạn vỗ béo ngắn ngày nha các bạn. Cái lô bên đây là các bạn vỗ béo ngắn ngày nha. Ba bì trắng cái đít nè các bạn không? Cực kỳ luôn, ba bì này nó cao 1m35 bò nè các bạn. Cao vàng dữ lắm. Chân móng đồ hoàn thiện, xương cối kịch cộm nha các bạn. Đó, cái lô này các bạn vỗ béo ngắn ngày được nè. Bò tầm 20 tháng tuổi các bạn. Đây. Còn vàng đực kem bên đây là trên 1m3 bò hết các bạn. Còn vàng đực kem đây là trên 1m3 bò hết. Đó, anh em nào có nhu cầu mà vỗ béo ngắn ngày thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon các bạn, đủ kích cỡ nha. Bò tầm 8 đến 20 tháng tuổi đều có hết các bạn. Đó, đực kem nè, lực cực kỳ lực luôn các bạn không? Bò này vừa tầm vỗ béo các bạn. Đó, được kem nè, xương cối, đòn dài. Được kem nào, kem nấy là xương cối kịch cộm không các bạn không? Con này nè, da mỏng tăng, được kem này da mỏng tăng luôn các bạn. Được kem Pháp thì da mỏng tăng nè. Bò tầm 10, bò tầm 8 đến 20 tháng tuổi, cỡ nào cũng có nha các bạn. Đây, 3B. Đó, đây còn đây là lô 3B nè các bạn. Lô bò bì lớn, anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Lô này thì mình vỗ béo ngắn ngày nha các bạn. Bò bì mũi tiêu tướng cực kỳ lực các bạn không? Y như được sĩ các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Bò là tầm 15 đến 20 tháng tuổi nè. Đó, cái lô này nè các bạn. Đó, cái lô được 3B với được kem Pháp này là lô lớn. Lô chuồng trên này là chuồng lớn các bạn. Các bạn vô hay vô béo ngắn ngày nha các bạn. Các bạn có thể vô béo ngắn ngày. Đó, mới về là tầm trên dưới 40 con các bạn. Trên dưới 40 con được 3B được kem Pháp. Anh em nào có nhu cầu thì cứ đến trực tiếp trại của anh Ngon các bạn. Trại anh Ngon nằm ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh các bạn. Còn đây cặp được 3B nữa nè các bạn. Cực kỳ xứng luôn. Đồng khích nha luôn, da mà cũng tăng hết các bạn.
Đây cũng vậy các bạn, cặp này cũng vậy. Đó, cực kỳ xứng, da mỏng tăng hết. Đích đòn thôi. Con nào đòn cũng dài hết, đích cũng tròn quay, con nào đích đòn cũng dài hết các bạn không? Đó, đòn dài đích tròn quay hết các bạn. Cặp đực qua bên này cực kỳ lực luôn các bạn không? Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp chứ điện thoại của anh Ngon các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Trại bò của anh Ngon nằm ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn, gần sông Banh Tân Hành Đông nha. Đây cái lô trại trên đây là lô lớn nè các bạn. Đó, lô này dụ bán ngắn ngày. Đây lô này lô lớn, lô dụ bán ngắn ngày các bạn. Dài hở đòn dài. Đó, bò này dụ bán ngắn ngày hết các bạn. Dài hở đòn dài nè, chân móng sườn cối kịch cơm không các bạn ha. Đó, lô bò này lô bò lớn nha các bạn, mình dụ béo ngắn ngày nha. Đó, con này cũng vậy, đích đòn con này cắn thịt hết nha các bạn. Bên đây kem cũng vậy các bạn, lô kem ba bê bên đây cũng cắn thịt hết các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.